Đây chính là nơi huyết ma xuất hiện lần đầu tiên. Từ khi hắn giết, người dân trong thành đều biến mất. Chết rồi, nhiều người chết quá. Người này là ai? Một kẻ điên. Trước đây là người trong thành này. Một kiếm tù giết người không ghê tay. Sau đó nghe nói hắn nhìn thấy huyết ma giết người, liền bị dọa điên. Đừng giết ta, đừng hút máu của ta. Anh. Người này chắc là huyết ma. Sở Vân tiểu hữu, ngươi vừa rồi làm gì vậy? Ta đã biết huyết ma trông như thế nào rồi. Ồ. Người chết chính là huyết ma. Bây giờ các người lập tức theo bức chân dung này. Sao chết thật nhiều. Thay thế đi. Một khi phát hiện huyết ma thì lập tức báo cáo. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta kịp thời đến, chắc chắn có thể giết chết huyết ma. Vậy bù nhìn do huyết ma điều khiển phải xử lý thế nào? Chúng nó bất khả chiến bại. Nguyên bản thực lực chỉ có thiên vũ cảnh. Sau khi bị huyết ma khống chế, có người tu vi trực tiếp tiến vào võ vương cảnh. Chúng ta rất khó đối phó. Muốn giải quyết những bù nhìn này, chỉ cần giết chết huyết ma là được. Bẩm trang chủ, chuyện lớn không tốt rồi. Huyết ma khống chế võ giả đang tấn công Thiên Vân Sơn Trang của chúng ta. Cái gì? Xem ra huyết ma phát hiện chúng ta rời đi, cho nên muốn nhân lúc chúng ta không có, công phá địa bàn của chúng ta. Thật là đáng ghét. Nhanh chóng trở về, không thể để hắn thực hiện được. Trong những người này, rất nhiều người là đệ tử của Thiên Vân Sơn Trang chúng ta. Không ngờ bây giờ lại bị huyết ma lợi dụng. Họ đã biến thành xác sống. Theo như góc nhìn của lão nạp, phải nhanh chóng diệt trừ họ, không thì sẽ có nhiều người chết hơn. Đây là pháp khí gì? Sao lại lợi hại như vậy? Đây là Phật môn pháp khí, khác với vũ khí của võ giả một chút. Phật môn pháp khí dưới sự nuôi dưỡng lâu dài của Phật Pháp sẽ có nhiều khả năng mà vũ khí không có. Sau đó cùng với Phi Dương và Linh Tiên Giáo cùng nhau ra tay. Nhìn thấy ba người tấn công những võ giả không có ý thức, Sở Vân bắt đầu quan sát xung quanh. Rất nhanh, Sở Vân liền hướng ánh mắt về phía một thanh niên mặc áo đỏ của nhiên là huyết ma. Muốn chạy, để lại cho ta. Vẫn chưa chết. Sở Vân nhanh chóng đuổi kịp, phát hiện huyết ma hướng một thành trì lao đi. Sở Vân nhanh chóng chặn hắn lại. Tuyệt đối không thể để hắn vào thành. Ngũ Lôi Hồng Đỉnh. Huyết ma đi đâu rồi? Huyết ma đã chết. Sao? Chết rồi? Như vậy, khủng hoảng của Lan Châu chúng ta đã được giải trừ. Tứ đại thiên ma, ta cảm thấy không quá khó đối phó. Chủ yếu là phải tìm đúng phương pháp. Thực lực của huyết ma này kỳ thực không cao, chỉ là các ngươi không biết hắn trông như thế nào, nên mới cảm thấy hắn khó đối phó. Sở Vân tiểu hữu nói rất đúng. Nếu chúng ta biết huyết ma trông như thế nào sớm hơn, thì hắn chắc chắn đã bị chúng ta giết chết rồi. Dù sao đi nữa, huyết ma này đều là do Sở Vân tiểu hữu giết chết. Vậy lúc trước chúng ta đã hứa sẽ tặng cho hắn những gì thì không thể thiếu. Đúng vậy, nhưng mà bây giờ chúng ta phải truyền tin huyết ma bị giết ra ngoài, để Bắc Châu và Trung Châu biết Nam Châu chúng ta đã thoát khỏi khủng hoảng. Rất nhanh tin tức huyết ma bị giết liền truyền khắp bốn phương. Ha ha ha, ta đã đoán trước. Chỉ cần Sở Vân ra tay, huyết ma chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Ngươi đừng vui mừng quá sớm, vì giết chết cổ ma và huyết ma, giáo chủ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Có lẽ sẽ phải rất nhiều cao thủ ma giáo đến Thanh Châu ám sát. Cho nên bây giờ chúng ta tốt nhất là nên chuẩn bị trước. Điều này không cần ngươi nhắc nhở. Bây giờ ngươi dẫn theo đệ tử của ngươi đi đến biên giới Kinh Châu tuần tra. Một khi phát hiện có người khả nghi xuất hiện, giết không tha. Ngươi bảo ta dẫn theo đệ tử đi tuần tra. Tại sao Sao Tinh Hà Kiếm Tông là siêu cấp tông môn? Ta, Xà Long Động Thiên cũng là siêu cấp tông môn. Ngươi muốn chúng ta, Xà Long Động Thiên đi làm bia đỡ đạn? Thật là mơ mộng. Như vậy, ngươi muốn chống lại mệnh lệnh của Minh Chủ à? Triệu Tinh Hà, thôi đi. Mã huynh, người nhẫn nhịn một chút đi. Ai bảo ngươi không có thiên tài như Sở Vân? Đệ tử Trung Châu đã chỉ, phải Sở Vân là minh chủ liên minh diệt ma Thanh Châu. Nếu chúng ta công khai chống lại mệnh lệnh của hắn, đến lúc đó cường giả Trung Châu trách tội xuống, chúng ta không thể gánh vác nổi. Triệu Tinh Hà, người đừng vui mừng quá sớm. Phong thủy luân chuyển, ta không tin Sở Vân có thể mãi mãi mạnh mẽ như vậy. Không ngờ Sở Vân lại lợi hại như vậy. Cổ ma và huyết ma đều bị hắn giết chết.
Giang huynh, thiên ma khắp nơi quấy nhiễu Trung Châu, ngươi vẫn là nhanh chóng nghĩ cách đối phó đi. Đúng vậy, tiếp tục như vậy, ba siêu cấp tông môn chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị thiên ma hủy diệt. Vì võ hoàng cảnh giết không chết thiên ma, thì chỉ có thể mời võ quân cảnh cường giả ra tay. Sao, ngươi muốn đi? Huyết ma đã chết, ta cũng nên đi rồi. Bẩm trang chủ, thiên ma sau khi biết Sở Vân giết chết huyết ma, đã phát ra lệnh truy nã thiên ma, hứa hẹn nếu ai có thể giết chết Sở Vân, không chỉ có thể nhận được một viên yêu hoàng đan, còn có thể nhận được sự trợ giúp của một cường giả võ quân cảnh. Bây giờ không chỉ có cường giả ma giáo muốn giết Sở Vân, thậm chí cả một số ẩn sĩ tán tu đều lặng lẽ rời khỏi nơi tu luyện, muốn giết chết Sở Vân. Ta đã đoán trước ma giáo sẽ báo thù. Vì ma giáo muốn báo thù, thì Sở Vân ngươi tạm thời đừng về Thanh Châu. Có chúng ta bảo vệ ngươi, trừ phi là võ quân cảnh cường giả ra tay, không thì ai cũng không giết được ngươi. Ta bị người ta truy nã treo thưởng cũng không phải lần đầu tiên. Hơn nữa ta có rất nhiều cách để tránh né truy sát. Các ngươi không cần lo lắng. Được rồi, vì ngươi muốn đi, thì chúng ta cũng không giữ ngươi lại. Chỉ là trên đường nếu gặp nguy hiểm, ngươi liền nhanh chóng trở về. Được, ta cáo từ. Đã đến lúc cho Tiểu Kỳ Lân ăn máu thần thú rồi. Trong này có 4 giọt máu thần thú. Còn về việc có thể thức tỉnh huyết mạch thần thú hay không, cũng xem tạo hóa của ngươi. Ngươi đi luyện hóa bên cạnh đi. Linh giới không có bên ngoài vui vẻ. Chớp mắt nửa tháng đã trôi qua, Sở Vân thành công bước vào võ hoàng cảnh nhị trọng. Hơi thở của Tiểu Kỳ Lân lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Ngươi không biết thu lại một chút sao? Xem ra ở đây không ở được nữa, đi thôi. Sao vậy, chưa xong? Sở Vân, tiểu tử ngươi may mắn rồi. Hắn chắc là đã thức tỉnh huyết mạch thần thú. Đây là hắn không thể chịu đựng được sức mạnh do huyết mạch thần thú mang đến. Bây giờ đang phát tiết. Vậy phải làm sao? Nhanh chóng giúp hắn. Hộ pháp, bây giờ hắn là lúc yếu nhất. Một khi bị người ta tấn công, thì có thể dẫn đến huyết mạch của hắn thức tỉnh thất bại. Chỉ cần người giúp hắn vượt qua, từ nay về sau người sẽ có một con thần thú làm tọa kỵ. Yêu thú gì lại có thể khiến thiên địa xuất hiện dị tượng? Dẫn lão phu đi xem. May mắn, thật là may mắn. Kỳ Lân, lão phu quả nhiên đã gặp được Kỳ Lân trong truyền thuyết. Quả nhiên là Kỳ Lân. Cút hết cho ta. Cút, tiểu tử ngươi là thứ gì? Cũng dám bảo chúng ta cút à? Ngũ Hoàng Kiếm. Anh. Không biết đã qua bao lâu, tiếng gầm rú trong núi non cuối cùng cũng dừng lại. Võ vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, quá khủng bố rồi. Không cần phải kinh ngạc. Huyết mạch thần thú trong cơ thể hắn chắc là đã thức tỉnh. Đợi hắn tỉnh lại lần nữa, có thể sẽ đạt đến võ hoàng cảnh. Của nhiên là thần thú Kỳ Lân, tốc độ tăng trưởng tu vi của nhiên nghịch thiên. Nhanh chóng rời khỏi đây. Dị tượng do Kỳ Lân gây ra chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều cường giả. Nếu không rời đi, một khi có võ quân cảnh cường giả xuất hiện, người sẽ gặp rắc rối. Đá cứng như vậy cũng có thể bị đốt nứt. Xem ra là thần thú Kỳ Lân không sai. Anh Di Phò Phò, thần thú Kỳ Lân xuất hiện, không biết là phúc là họa. Nếu rơi vào tay ma giáo, sợ là Thần Châu Đại Lục sẽ phải đối mặt với một tai nạn. Tiếc là chúng ta đến muộn. Nếu đến sớm hơn một chút, có lẽ có thể khống chế nó. Bây giờ nói những điều này quá muộn rồi. Nhanh chóng truyền tin này cho ba châu kia, để họ phòng bị trước. Lúc này hắn đã rời khỏi Nam Châu, nhưng hắn không trở về Thanh Châu, mà là khắp nơi tìm kiếm sao nguyệt của ma giáo. Khương Nguyệt, ta nhất định phải tìm được ngươi. Hỏi rõ ràng. Lão huynh, ngươi theo ta mấy ngày rồi, rốt cuộc muốn làm gì? Xem ra ngươi đã phát hiện ra ta rồi. Ta với lão huynh hình như không quen biết. Lão huynh, nếu tiếp tục theo ta, thì đừng trách ta không khách khí. Ban đầu không muốn giết ngươi sớm như vậy, vì đã bị ngươi phát hiện thì không cần phải giữ ngươi lại. Ngươi muốn biết gì ta đều có thể nói cho ngươi biết. Chỉ có ngươi đừng giết ta. Không trách không tìm được, thì ra sao nguyệt của ma giáo lại ở sâu trong yêu vực.
Đã qua 3 ngày rồi, Trung trưởng lão vẫn chưa trở về. Chẳng lẽ bị những cường giả chính đạo võ giả giết rồi? Người trong giáo đều nói ngươi và Tam Nương có quan hệ với hắn. Trước đây ta không tin, nhưng bây giờ nhìn thấy ngươi quan tâm hắn như vậy, ta bắt đầu tin rồi. Vẫn biết trở về, ta còn tưởng ngươi bị người ta giết rồi. Sở Vân biết, người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này là tình nhân của Trung Lan. Hoa Tam Nương, ngươi muốn ta chết như vậy sao? Lão già này tốt như vậy sao? Ba người bọn họ là theo lệnh ra ngoài thăm dò tình hình xung quanh. Trưởng lão, Tam Nương, hắn cố ý đùa giỡn với ngươi. Hắn làm sao có thể nỡ để ngươi chết? Đúng rồi, Thanh Châu bây giờ tình hình thế nào? Thanh Châu không có gì. Ngươi nói cái gì vậy? Ngươi nói như vậy, nếu giáo chủ biết, chắc chắn một trưởng giết chết ngươi. Vậy lão phu phải nói thế nào? Thanh Châu bố trí như thế nào? Ngươi không điều tra rõ ràng sao? Còn có tên Sở Vân kia, giáo chủ đích danh bảo chúng ta giết. Nghe nói hắn đã rời khỏi Nam Châu. Chẳng lẽ không về Thanh Châu? Ba siêu cấp tông môn Thanh Châu đã liên thủ. Họ đã phái rất nhiều võ hoàng cảnh cường giả đến biên giới tuần tra. Một khi phát hiện có người của chúng ta xuất hiện, liền lập tức giết chết. Còn về tên Sở Vân kia, hình như không trở về Thanh Châu. Thật là kỳ lạ. Tiểu tử này không về Thanh Châu thì lại đi đâu? Chẳng lẽ lại đi giúp lũ yêu ma ở Bắc Châu? Vì tình hình đã điều tra rõ ràng, thì bây giờ chúng ta trở về Phục Mệnh đi. Rất nhanh, bọn họ liền đến nơi sâu trong yêu vực. Yêu khí ở đây nồng nặc như vậy, không biết có bao nhiêu yêu thú võ hoàng cảnh. Ngươi có phải là già rồi không? Trước đây giáo chủ đã từng nói với chúng ta, yêu thú võ hoàng cảnh ở sâu trong yêu vực đã lên đến hàng ngàn. Lại có hàng ngàn, xung quanh võ hoàng cảnh, cường giả cộng lại có lẽ còn chưa đủ 1000. Ta nhớ không rõ. Bái kiến giáo chủ, xung quanh bây giờ tình hình thế nào? Sau đó ba người bắt đầu báo cáo những gì mình biết. Ha 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 ha. Chính đạo võ giả cường giả ra tay. Nếu thiên ma dễ bị diệt trừ như vậy, ta sẽ không phải hắn đến Trung Châu. Tên Sở Vân này đã giết 2 thiên ma của ta. Đợi ta bắt được hắn, nhất định sẽ giết hắn thành ngàn mảnh. Tiểu tử đó đã về Thanh Châu chưa? Chưa. Chưa, chẳng lẽ hắn đi Bắc Châu, giúp Bắc Châu đối phó với dị ma? Giáo chủ, dị ma thiên biến vạn hóa, cho dù Sở Vân đi Bắc Châu, có lẽ cũng vô dụng. Cổ ma và huyết ma bị giết, ta cảm thấy chắc là trùng hợp. Trùng hợp nào có nhiều trùng hợp như vậy? Tiểu tử này có thể giết chết cổ ma và huyết ma. Nếu ta đoán không nhầm, chắc là có liên quan đến việc hắn có thể sử dụng lực lượng lôi đình. May mà thực lực của hắn không bằng ta, không thì cho dù ta gặp phải, cũng phải tạm thời tránh né. Vậy bây giờ phải làm sao? Ta đã phát ra lệnh truy nã thiên ma. Ta tin rằng chắc chắn sẽ có rất nhiều người nguyện ý giúp chúng ta trừ khử Sở Vân. Được rồi, các ngươi đi nghỉ đi, là giáo chủ. Cái chết, tôi đến phòng ta. Bái kiến thánh nữ. Nhìn thấy Khương Nguyệt, bọn họ vội vàng hành lễ. Sở Vân lại ngây người tại chỗ. Bái kiến thánh nữ. Trung trưởng lão, nghe nói người đi Kinh Châu điều tra tình hình là ngươi. Không sai. Vậy ngươi theo ta, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Trung trưởng lão, Thanh Châu bây giờ tình hình thế nào? Hiện tại tình hình xem như ổn định. Tên Sở Vân kia giết chết 2 thiên ma của ma giáo chúng ta. Bây giờ có phải đã về Thanh Châu chưa? Chưa, tiểu tử này sau khi giết chết huyết ma, hình như là không biết đi đâu. Thánh nữ hỏi hắn làm gì? Có phải là muốn giết hắn? Nếu thánh nữ muốn giết hắn, đợi thuộc hạ gặp được hắn, liền giết chết hắn. Không, ý của ta là hắn giết chết 2 thiên ma của ma giáo chúng ta. Cứ như vậy giết chết hắn, quá thoải mái hắn rồi. Nếu các người bắt được hắn, nhất định phải đưa đến cho ta xử lý. Ta muốn tự tay tra tấn hắn. Ồ, là thánh nữ. Được rồi, không có việc gì. Ngươi đi xuống đi. Sao ngươi còn chưa đi? Thánh nữ, ta trên đường trở về, nghe nói một chuyện. Ta không biết là thật hay giả. Ta nghe nói thánh nữ có quan hệ với Sở Vân. Trung trưởng lão, những lời này nếu ngươi không nói thì ngươi sẽ không có chuyện gì. Nhưng bây giờ ngươi chỉ có chết. Sao ngươi không trốn? Ta chỉ muốn biết trong lòng ngươi có hắn hay không.